Mẫu xe đầu tiên được kể đến là Aston Martin DBS 5,2 lít V12 tăng áp kép. Chiếc xe thể thao có công suất 760 mã lực, có thể tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 3,2 giây, được sản xuất tại Anh trong những năm 2007 đến năm 2012. Thứ hai là mẫu Bentley Flying Sport Speed 6 lít V12 tăng áp kép. Xe có động cơ 12 xi lanh, công suất 626 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 Nm. Giá của xe là 269.300 USD, tương đương hơn 6 tỷ 700 triệu đồng. Chiếc xe tiếp theo của thương hiệu đến từ Ý, Ferrari Puro Sunwoo. Đây là chiếc xe dùng máy V12, công suất 715 mã lực và mô men xoắn 715 Nm. Sức mạnh này đủ để xe tăng tốc từ 0 đến 97 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 308 km/h. Giá bán của xe là 398.400 USD, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Lamborghini Diablo cũng là chiếc xe sử dụng động cơ V12 Hybrid. Đây là mẫu xe tích hợp công nghệ Hybrid đầu tiên trên thế giới. Siêu xe có tổng công suất 1.001 mã lực và có giá khoảng 6.800 USD, tức khoảng hơn 15 tỷ đồng. Mercedes-Maybach S680, 6 lít V12 tăng áp kép. Dù hãng cũng đang điện hóa theo xu hướng chung, nhưng một xe của hãng vẫn giữ lại máy V12. Chiếc xe có công suất 621 mã lực và mô men xoắn cực đại 900 Nm. Đây không phải là mẫu xe thể thao, nhưng vẫn đủ mạnh để tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 4,5 giây. Giá xe đời 2024 khoảng 235.500 USD, tương đương khoảng 6 tỷ đồng. Tiếp theo là Rolls-Royce Cullinan với động cơ V12 6,7 lít tăng áp kép. Xe có công suất 563 mã lực ở bản tiêu chuẩn và 592 mã lực ở bản Black Bass. Bản Black Bass nhanh hơn và cũng đắt hơn, giá bán tại Mỹ từ 354.800 USD, tương đương gần 9 tỷ đồng. Việc sử dụng động cơ V12 có xu hướng giảm dần là bởi các nhà sản xuất ô tô đang tập trung vào sự tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Do đó, các động cơ nhỏ hơn và hiệu suất cao hơn như động cơ V8, V6 hoặc các động cơ hybrid và điện đã trở thành lựa chọn phổ biến với mục tiêu giảm khí thải trên toàn cầu.